chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube từ chữ lành rất là vui khi ngày hôm nay khải được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe và nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay thì khải sẽ hướng dẫn quý vị tập một cái bài tập bằng cách là chúng ta sẽ tác động vào một số hiện vị trên cơ thể để có thể là cải thiện được một cái bệnh lý mà khải thấy cũng khá là nhiều quý vị mắc phải đa số là những cô chú À, làm việc lao động nặng cũng như là những cô chú trong độ tuổi trung niên cao tuổi đó chính là bệnh đau thần kinh tọa bài tập này sẽ giúp quý vị là hỗ trợ và cải thiện được và trước khi đi vào chia sẻ thì cũng rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái bệnh lý đau thần kinh tọa. À, đau thần kinh tọa là gì? Đau thần kinh tọa là những cái cơn đau nó lan theo cái đường đi của dây thần kinh tọa. Tức là nó sẽ xuất phát từ cái vùng lưng dưới này, nó lan xuống cái vùng hông, vùng bắp đùi, bắp chân rồi nó xuống đến cái vùng chân của chúng ta. Và thông thường thì đau thần kinh tọa nó sẽ chỉ đau một bên thôi. Đấy. Và về nguyên nhân bị đau thần kinh tọa là do đa số những trường hợp mà bị đau thần kinh tọa là bị thoát vị đĩa đệm vì một cái nguyên nhân nào đó khiến cho cái đĩa đệm nó thoát khỏi cái vị trí ban đầu có thể là do lao động nặng hoặc là trong cái thời gian dài khi mà chúng ta đã có tuổi tức là cơ thể đang trên cái tiến trình lão hóa thì có thể là cái đĩa đệm này nó sẽ bị lệch khỏi cái vị trí ban đầu cái đĩa đệm tức là cái bộ phận mà nằm giữa hai đốt sống để giúp cho hai cái đốt sống nó ma sát nó giảm được cái, cái ma sát đấy thì vì, vì một cái lý do nào đó cái đĩa đệm này nó thoát khỏi vị trí ban đầu và khi nó lệch như vậy thì nó sẽ làm chèn ép những cái dây thần kinh Đấy, nó lệch khỏi cái vị trí ban đầu thì nó sẽ chèn ép những cái dây thần kinh và trong đó có dây thần kinh tọa thì lúc này nó sẽ làm đau thần kinh tọa và cái triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa tùy à, tùy mỗi người thì có là những người mà bị nhẹ thì à, cơn đau nó nhẹ hoặc là những người mà bị nặng thì có thể là cơn đau nó sẽ dữ dội hơn đau dữ dội à, có đôi lúc ấy, là chúng ta cảm thấy giống như là chúng ta bị điện giật vậy cơn đau nó sẽ bất ngờ như vậy hoặc là khi mà chúng ta ngồi lâu chúng ta hát hơi thì cái triệu chứng này nó cũng sẽ trở nên nặng hơn và cũng may mắn một điều rằng đa số những cái trường hợp mà bị đau thần kinh tọa khi phát hiện sớm và điều trị kịp thời đúng cách thì sẽ khỏi được còn nếu mà chúng ta chủ quan thì bệnh tình rất là khó khỏi, đôi khi là nặng hơn. À, ví dụ như là những cô chú mà làm việc chân tay mà lao động nặng, khi mà bưng bê những cái vật nặng mà không đúng cách thì rất là khó để mà chúng ta có thể điều trị triệt để cái bệnh đa thần kinh tọa. Và cái cách mà bưng bê vật nặng đúng cách là Khải sẽ có một cái hình ảnh ở chỗ này, để chỗ này để cho giúp cho quý vị có thể là tham khảo. Tức là khi mà chúng ta bưng bê một cái vật nặng, chúng ta phải luôn luôn là cố gắng làm sao đó giúp cho cái cột sống của chúng ta nó phải thẳng nó phải thẳng và hoặc là nó sẽ xéo so với cái mặt đất chứ không phải là chúng ta bưng bê một cái vật nặng mà chúng ta cúi xuống để cho cái cột sống nó song song với mặt đất thì như vậy nó sẽ rất là à, gây cái tác hại xấu đến cái cột sống cũng như là cái địa điểm từ đó thì cái bệnh lý đau thần kinh tọa nó không có cải thiện mà đôi khi nó nặng hơn và nó sẽ kéo theo rất là nhiều những biến lý liên quan đến cột sống. Cho nên khải có một lời khuyên rằng khi mà quý vị phát hiện chúng ta có những cơn đau bất thường ở vùng lưng dưới, thì quý vị sắp xếp thời gian sớm để đến những cái trung tâm y tế uy tín, bệnh viện uy tín để được bác sĩ thăm khám để chúng ta nhận biết được kịp thời. Từ đó thì sẽ có các phát đồ điều trị đúng cách để giúp chúng ta có thể là giải quyết được cái bệnh đặc thần kinh tọa nó triệt để hơn. Và với góc nhìn của y học cổ truyền thì ngày hôm nay Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị một vài huyệt vị khi mà chúng ta có thể tác động vào thì nó sẽ giúp cải thiện. Đầu tiên đó chính là huyệt vị trung chữ. Huyệt vị trung chữ thì nó sẽ nằm ở trên cái phần mu của bàn tay, nằm ngay chỗ này. Nằm giữa ngón tay áp út và ngón tay út. À, từ cái chân của ngón tay chúng ta dịch chuyển vào bên trong khoảng là từ 2 đến 2,5 cm thì chúng ta ấn vào như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được rất là rõ đây chính là khuyệt vị trung chữ khuyệt vị này thì nó sẽ giúp cải thiện được bệnh đau thần kinh tọa khi mà kết hợp với khuyệt vị ủy trung nằm ở cái kheo chân của chúng ta thì tí nữa khải sẽ hướng dẫn khuyệt vị ủy trung đây là khuyệt vị trung chữ nha quý vị trung chữ trên mu bàn tay ở trên tay phải cũng sẽ có một khuyệt vị trung chữ ở đây Đấy. ngoài cái công dụng là cải thiện được đau thần kinh tọa thì khuyệt vị trung chữ này có thể giải quyết cải thiện được tình trạng là bị Đau họng và ù tai, nặng tai Đấy, cũng rất là hay Rồi là khi mà quý vị bị đau nhất cái bàn tay Rồi bị bại liệt, tê bì những cái ngón tay Thì khuyệt vị trung chữ nó cũng sẽ có cái hiệu quả Đấy, đó chính là khuyệt vị trung chữ Và cách mà chúng ta tác động vào khuyệt vị trung chữ ấy, Thì sẽ có những cách như sau à, Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng chính những ngón tay của chúng ta Để chúng ta tác động thì đây là một cách đơn giản nhất và mà chúng ta có thể là tác động thực vị tức là dùng cái ngón tay cái của chúng ta chúng ta đặt ngay vào cái vị trí này này quý vị trung chữ này đấy chúng ta ấn vào và quý vị phải lưu ý là chúng ta phải ấn một cái lực để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đá khí tức là nó hơi tê hơi đau hơi tê hơi đau chúng ta đừng có bấm mạnh quá cũng đừng có bấm nhẹ quá nhẹ quá thì nó sẽ không có cái hiệu quả cao lắm và quý vị giữ nguyên một cái mức lực như vậy và chúng ta có thể miết mang theo cái rảnh giữa hai ngón tay áp út và ngón tay út. Chúng ta miết từ ở phía ngoài này. Chúng ta miết vào như vậy. Chúng ta giữ cái mức lực như là chúng ta cảm nhận được hiện tượng đất khí đó. Và chúng ta miết vào như vậy. Thì chúng ta miết như thế này. Đấy. Miết vào. Đấy. Như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ tác động được trên huyền vị trung chữ. Và chúng ta làm như vậy, chúng ta làm khoảng từ 2 đến 3 phút và chúng ta đổi sang. Chúng ta làm trên cái mu bằng tay phải, tương tự như vậy. Rồi đó là cái cách đơn giản nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng dụng cụ. Thì à, quý vị có thể tận dụng ngay những cái dụng cụ có sẵn ở trong nhà của mình. Ví dụ như là cây đũa bằng inox hoặc là cái viết bi chẳng hạn. Đây quý vị. Đó chính là cái viết. Thì cái viết ấy, là nó sẽ có cái đầu này nó trơn nhẵn này. Đây, nó trơn nhẵn thì chúng ta sẽ dùng cái đầu này chúng ta ấn vào cái vị trung chữ chúng ta cũng sẽ ấn một cái lực chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí và chúng ta sẽ dây xung quanh vị trí hoặc là chúng ta miết giống như là cách dùng cái ngón tay ấy. nhưng mà bây giờ thì là chúng ta dùng cái dụng cụ Đấy. hoặc là bất kỳ những cái vật dụng gì những cái dụng cụ gì mà quý vị thấy nó có cái cấu tạo là nó đường kính nó khoảng là 5 đến 6 mm này Đấy. và chúng ta đặc biệt là phải trơn nhẵn để khi mà chúng ta dây ấn vào da nó không làm tổn thương da đấy cái đủ bằng inox hoặc là cái viết bi chẳng hạn thì nó sẽ thay cho cái tay của mình làm nó đỡ mỏi tay hơn nó mang lại cái hiệu quả nó cao hơn đấy hoặc là có điều kiện chúng ta có thể sử dụng những dụng cụ chuyên dụng như là đây cây dây khuyệt quý vị thấy này đây chính là cây dây khuyệt bằng bạc nha thân được làm bằng sừng trâu này cái đầu này được làm bằng bạc rất là giá trị đây là một cái dụng cụ rất là giá trị tại vì sao tại vì khi mà chúng ta dùng cái cái đầu bạc này chúng ta dây ấn vào huyệt vị ấy, thì nó sẽ có hai cái, cái công dụng thứ nhất ấy, là nó sẽ giúp đã thông huyệt vị cái, cái công dụng này thì là những cái dụng của bằng nhựa bằng inox thì nó sẽ đáp ứng được nhưng mà cái công dụng thứ hai ấy, là nó sẽ trục được cái hàng khí thì đây là cái công dụng chỉ có cái kim loại bạc nó làm được mà thôi còn nhựa bằng bằng inox thì nó sẽ không làm được cái câu chuyện mà quả trứng độc bạc thì chắc chắn là quý vị ai ở đây cũng đã từng nghe và ít nhất một lần được áp dụng cái cách này để chữa bệnh. Dụng cụ bằng bạc này chính là nó sẽ có cái công dụng là như vậy, trục được những cái hàng khí, những cái tà khí bên trong cơ thể. Bằng cách là chúng ta dùng, chúng ta dây trên da, thì cái bạc này nè, nó sẽ phản ứng với lại cái tà khí, cái hàng khí bên trong cơ thể. Ở đây khoa học người ta gọi là khí lưu huỳnh đấy. Thì thực tế là khi chúng ta dây như vậy nó sẽ xuất hiện một cái vệt màu đen ở trên da của chúng ta. Đấy, trường hợp này là nếu mà quý vị có bị nhiễm thì nó mới xuất hiện màu đen nha. Nếu mà chúng ta bị nhiễm nhiều thì nó sẽ đen rất là đậm. Còn chúng ta bị nhiễm ít thì nó sẽ nhạt. Hoặc là chúng ta không bị nhiễm thì nếu chúng ta dây như vậy nó sẽ không xuất hiện cái vệt màu đen. Đấy. Nhưng mà thường á, là những cái khu vực như là lòng bàn chân. Lòng bàn chân này hoặc là cái vùng trán, vùng mặt, vùng cánh tay, thì hầu như là chúng ta dùng Cái dây huyệt bạc này chúng ta dây ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái vệt màu đen. đặc biệt là cái lòng bàn chân, lòng bàn chân là cái, cái cái khu vực mà chúng ta đi ở dưới đất, cho nên là rất là dễ nhiễm cái phong hàn cái tà khí. cho nên là đôi khi mà quý vị bị đau nhức mỏi, tê bì chân hoặc là bị mất ngủ cũng có thể là do chúng ta bị nhiễm cái hàn khí này. cho nên cái việc dùng dây huyệt bạc chúng ta dây ấn, dây để trục cái hàng khí ra thì thì nó sẽ giúp giải quyết được thì uh, quay trở lại với cái nội dung chính thì quý vị có thể sử dụng dây huyệt bạc này chúng ta dây trên cái huyệt vị trung chữ và chúng ta dây á, thì chúng ta sẽ cũng cầm như là những dụng cụ bình thường mà thôi tức là cầm bằng ba ngón tay Đấy, và chúng ta ấn vào huyệt vị trung chữ này chúng ta dây và chúng ta có thể miết từ phía ngoài này vào phía trong như vậy Đấy. chúng ta biết như vậy dùng một cái lực tương đối chúng ta ấn vào vùng da để cảm nhận được có hiện tượng đá khí vào chúng ta dây và làm như vậy chúng ta làm khoảng từ 2 đến 3 phút đó là cái uh, thời gian mà quý vị muốn tác động hương vị còn uh, khi mà chúng ta muốn dùng nó để trục cái hàng khí thì quý vị có thể làm lâu hơn một tí làm từ 5 đến 15 phút khi mà xuất hiện một cái vệt màu đen thì quý vị có thể là dùng khăn giấy khăn ướt chúng ta lau sạch đi lau sạch là xong và cứ mỗi ngày chúng ta siêng năng kiên trì chúng ta dùng nó chúng ta dây ấn trên những cái vùng mà khải bị chia sẻ như là lòng bàn chân vùng trán vùng mặt vùng cánh tay để chúng ta trục cái hàng khí này ra càng sớm càng tốt tại vì cái hàng khí này khoa học người ta gọi là khí lưu hình nhưng mà khi chúng ta bị nhiễm cái khí lưu hình này vào cơ thể nó gặp một vài cái điều kiện thuận lợi về nhiệt độ vân vân thì nó sẽ tạo thành cái hợp chất gọi là lưu hình dioxit hợp chất này rất là độc nó sẽ khiến chúng ta gặp phải những cái rắc rối về sức khỏe về sau này cho nên là cái việc mà trục cái hàn khí này ra càng sớm thì càng tốt. Bây giờ thì khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào huyệt vị thứ hai. À đây cũng là một trong những huyệt vị mà giúp cải thiện được tình trạng đau thần kinh tọa hiệu quả. Huyệt vị này nó có tên là huyệt vị ủy trung. Đây là huyệt vị của bàn quan kinh. Nói về công dụng thì ủy trung nó sẽ thường được áp dụng trong những cái trường hợp đau lưng và đau khớp gối. Tuy nhiên khi mà chúng ta bị đau thần kinh tọa thì nó cũng sẽ là cải thiện được và cái vị trí của nó là nó sẽ nằm ở chính giữa kheo chân. Đây quý vị, đây là khớp gối này. Đối diện khớp gối chứ là kheo chân thì nó sẽ nằm chính giữa kheo chân, vị trung và nó sẽ nằm, nó sẽ có hai vị vị nằm trên hai kheo chân của chúng ta. Đó là cái cách xác định vị trí và cái tiên rằng tất cả quý vị ai cũng đều có thể xác định được cả. Thì uh sau khi mà chúng ta đã xác định được cái vị trí thì chúng ta sẽ dùng những thủ pháp khác nhau để tác động vào cái vị, vị ủy trung này. thứ nhất là có thể là dùng tay để xoa so bóp, massage, ấn vào, lại dùng cả những ngón tay ấn, ấn vào cái kheo chân này, ấn một cái lực phải tương đối mạnh nếu quý vị ấn tương đối mạnh vào, và chúng ta có thể là dây xung quanh cái vị trí kheo chân này. đấy, nếu mà quý vị ở nhà quý vị mà có một cái giường cái giường à, trị liệu như thế này này, thì chúng ta có thể là nằm à, nằm sấp nằm sấp, cái người mà được trị liệu á, là, là nằm sấp, lúc đó thì hai cái khêu chân nó sẽ lộ ra, thì cái người mà người nhà của chúng ta á, có thể là giúp tác động vào cái khêu chân này, thì đấy là một cái cái cách rất là à, hợp lý và và tối ưu nhất. Còn nếu mà chúng ta không có người thân để giúp như vậy thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải tự làm thì quý vị có thể ngồi như Khải này, như Khải đang ngồi này, chúng ta duỗi thẳng cái chân ra. Thì lúc này là cái khêu chân nó sẽ hướng qua bên như thế này hoặc là hướng xuống dưới thì chúng ta phải vòng cái tay để chúng ta tác động như vậy thì nó sẽ hơi khó một tí. Tuy nhiên đây cũng là một cái cách nó cuối cùng chúng ta phải phải làm thôi. Đấy, đó là dùng tay để chúng ta dây ấn tác động vào ủy trung. À, như Khải nói là nó cải thiện được đa đá thần kinh tọa và khi mà chúng ta bị đau khớp gối này cái trường hợp này ở những quý vị trong độ tuổi trung niên gặp phải rất là nhiều này, đặc biệt là những quý vị mà à, những cô, á, những cô á, mà bước vào cái độ tuổi tiền mãn kinh thì à, cái 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 tình trạng mà đau khớp gối nó sẽ rất là nhiều người mắc phải đấy. thì à, chúng ta có thể tác động vào huyệt vị bị trung này cũng có thể là cải thiện được. tất nhiên là có thể tác động thêm những cái huyệt vị như là à, nội tắc nhãn, ngồi tắc nhãn, rồi là lương khâu Tốt tâm lý xung quanh cái khớp gối để có thể cải thiện được thêm đấy, và vấn đề dinh dưỡng nó cũng sẽ rất là quan trọng trong đối với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh nữa đấy đó là cái cách tác động bằng tay tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng dụng cụ thì đối với dụng cụ á, thì chúng ta có thể dùng cái dụng hiệt bạc như lúc nãy khi chia sẻ này dùng để ấn vào ấn vào ấn mạnh vào đối với cái vùng ở dưới này là chúng ta cần phải dùng một cái lực tương đối mạnh đấy như nếu có người thân thì chúng ta nhờ người thân giúp làm sắp và nhờ người thân giúp còn không là chúng ta cần phải tự làm là dùng để ấn vào như thế này đấy hoặc là chúng ta dùng cái búa này chúng ta vỗ vào như thế này này đấy vỗ những cái chúng ta vỗ như thế này thì chúng ta vỗ khoảng từ 20 đến 30 cái vỗ nhịp đều đặn và mức lực thì vừa phải không có mạnh quá cũng không có nhẹ quá Ngồi ra chúng ta có thể vỗ à, vào cái vùng bắp đùi ở phía trên hoặc là vùng bắp chân phía dưới. Và khi dùng búa như thế này thì đến vỗ như thế này thì cũng sẽ giúp kinh mạch nó khơi thông, giúp khí huyết lưu thông dễ dàng hơn. Đấy, dùng cái búa hoặc là chúng ta dùng cây lăn đôi. Đây, lăn đôi. Chúng ta lăn. Lăn khơi chân này. Đấy, lăn khơi chân. Dùng lăn đôi thì quý vị sẽ cảm nhận được rất là thoải mái khi mà chúng ta đang gặp phải cơn đau chúng ta dùng lăn đôi chúng ta lăn thì rất là thoải mái đặc biệt là cái vùng lưng dưới này vùng cổ vai gáy này cái vùng bắp đùi này vùng bắp chân phía dưới này này dùng cái lăn đôi này đảm bảo là quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái hoặc là bị tê bị tay cánh tay chúng ta làm tho thoải mái lắm đấy đấy là những cái cái cách cái cái thủ pháp để chúng ta tác động vào ủy trung đối với vị ủy trung này thì chúng ta tuyệt đối là không dùng nha ngải cứu để hơi vào đây trong đông y người ta khuyên rằng không dùng ngải cứu để cứu vào huyệt vị vị trung đấy à, nhưng mà à, quý vị có thể dùng ngải cứu để mà chúng ta ngải cứu ngay vào cái vùng lưng dưới những cái đốt sống ở vùng lưng dưới thì nó sẽ giảm đau được rất là là hiệu quả đối với ngải cứu thì chúng ta dùng để hơ vào những cái vùng đau dưới xương khớp thì nó sẽ giảm được giảm đau được rất là nhanh đấy, dùng ngải cứu chúng ta lấy ra những cái điếu như thế này này đấy và chúng ta thắp bằng cái bếp ga hoặc là bằng cái bật lửa khò và chúng ta sẽ cho vào cái cái ống hơi giải cứu này cho vào cái ống hơi ngại cứu và chúng ta hơ chúng ta hơ vào những cái vùng đau nhất ví dụ như là đau khớp gối thì chúng ta sẽ hơ vào khớp gối này. và khi đau thần kinh tọa thì chúng ta sẽ hơ vào cái vùng những cái ốc sống ở vùng lưng dưới giảm đau được cũng rất là là tốt thì đó là những cái cách quý vị có thể tham khảo chúng ta có thể dùng tay cũng được hoặc là dùng dụng cụ có sẵn ở trong nhà còn nếu mà quý vị có thể là yêu thích cái bộ môn là y học cổ truyền cũng như là muốn có những cái dụng cụ để chúng ta thực hành nó chuyên nghiệp hơn nó mang lại cái hiệu quả cao hơn thì chúng ta có thể là đầu tư những cái dụng cụ như thế này Đây, chúng ta có thể sử dụng cho chính bản thân của ta hoặc là sử dụng cho những thành viên trong gia đình cho cộng đồng Tuy nhiên nếu mà nhưng mà chúng ta dùng cho những người xung quanh thì sau khi chúng ta dùng á thì dụng cụ cần phải được sát trùng bằng cách là chúng ta lau bằng cái dung dịch cồn. Và cồn ở đây là chúng ta dùng bằng cồn 70 độ. Tại vì sao? Có nhiều người hiểu lầm rằng á dùng cồn 90 độ thì nó tốt hơn. Tuy nhiên không phải. Dùng cồn 90 độ á, là nó sẽ bay hơi rất là nhanh. Cho nên là vi khuẩn và virus nó chưa kịp bị tiêu diệt là cồn nó đã bay hơi mất rồi. Cho nên chúng ta dùng cồn 70 độ thì nó sẽ hợp lý hơn trong cái việc là khử trùng, khử khuẩn. Và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta tác động vào một số hiện vị cũng như là cách chúng ta dùng ngải cứu để chúng ta hơi nóng trực tiếp vào cái vùng đau để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng đau thần kinh tọa và hy vọng rằng cái bài tập ngày hôm nay sẽ là một cái bài tập mà giúp cho quý vị có thể cải thiện được một phần nào đó Tuy nhiên, nếu mà quý vị gặp phải những cái vấn đề gì đó, những cái dấu hiệu gì đó nghiêm trọng, thì quý vị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mà chúng ta được gặp bác sĩ trực tiếp, để được à, sự thăm khám của bác sĩ, để tìm ra các phát đồ điều trị thích hợp nhất, tránh chủ quan, khiến cho bệnh trở nên nặng hơn. Và quý vị có những thắc mắc gì thì có thể để lại phía dưới phần bình luận của video Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp bằng cách là ra một video tương tự như thế này. Ngoài ra nếu như mà quý vị có cái nhu cầu sử dụng những dụng cụ khải có nhắc tới trong chương trình đặc biệt là cây dây huyệt bằng bạc này để dây ấn huyệt vị và đã thông và trục những cái hàng khí hoặc là cây lăn cầu gai đôi để chúng ta lăn trên những cái vùng đau nhất vùng tê, tê bì nó sẽ giảm được cái tình trạng đau nhất tê bì hoặc là cây búa lớn này hoặc là cây búa lớn để chúng ta đánh vỗ đã thông kinh mạch hoặc là nha ngại cứu thưa quý vị nha ngải cứu để chúng ta đốt chúng ta ngại cứu vào những huyệt vị ngại cứu vào những cái vùng đau nhất đặc biệt là tình trạng đau nhất xương khớp thì chúng ta dùng nha ngại cứu nó sẽ giảm đau được rất là nhanh và cái ống hơ ngại cứu này để chúng ta hơ đỡ bỏng da cũng tiện hơn khi mà chúng ta hơ vào những cái vùng khó như là cái vùng cổ vai gái này hoặc là cái vùng lưng dưới này thì chúng ta hơ như vậy không cần phải nhờ đến người thân đấy rồi là hoặc là nếu mà quý vị muốn trục cái hàng khí này mà ra nó nhanh hơn thì chúng ta có thể sử dụng một cái dụng cụ đó chính là cái bọ cạp bằng bạc này tại vì nó sẽ có hai cái đầu bằng bạc cũng như là có một cái đầu này để dây ấn huyệt đây là một cái dụng cụ cũng sẽ rất là giá trị để chúng ta có để ở trong nhà để mà chúng ta giúp đỡ cho chính bản thân của mình hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình và nếu quý vị có cái nhu cầu sử dụng những dụng cụ này thì có thể là liên lạc trực tiếp với khải thông qua thông tin mà khải có để phía dưới màn hình tức là có thể gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính này ngoài ra chúng ta có thể nhắn tin vào zalo viber hoặc là có thể đặt hàng trực tiếp thông qua cái website thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ này đến tận tay cho quý vị. Đảm bảo là dụng cụ chính hãng và sẽ được hỗ trợ bảo hành lâu dài. Nếu như mà dụng cụ có lỗi từ nhà sản xuất nha. Đấy, và bây giờ nếu như còn thời gian thì Khải xin với quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo. Để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.